Tiền luôn anh ơi. Ngừng ngay chỗ nhà thờ được không anh? Nhà thờ gỗ gì đó. Qua rồi anh ơi. Qua rồi. À gì? Đây là con tôm phải không? Tới rồi phải không? Qua cái đó là cầu Đắk La đúng không? Dạ, đó là cái anh đi vào đó một đoạn thôi là tới. Ở đây gọi là ở đâu ta? Bình Đắk La. Ok ok, rồi cảm ơn ha. Đó, vậy thấy không? Tới rồi đó. Ngay chỗ bồn bình Đắk La ha. Giờ kêu một em. À, chắc kêu một em rang rước. Bồn bình Đắk La. Đó, nãy nhá đi xe này, xe khách chất lượng cao nha. Bồn bình Đắk La. Đó, xe chạy tiếp nè. Bây giờ cái này là Tấn Anh Limousine. Bồn bình Đắk La. Rồi giờ lang thang ở đây ha. Nó làm cái nghề này là đi lang thang suốt luôn đó vị. Mình cùng ngắm khung cảnh xung quanh ha. Chỗ thành phố Kon Tum. Thành phố Kon Tum ngày nay. Đó. Rồi, nhà nè, đang phiêu bạc. Giang hồ chỗ này ha. Đó. Rồi, ngồi đây đợi anh em. Rồi, ngồi đây xíu ha. Đợi anh em ra. Vậy thấy không? Đuối ha. Hiện tại đó vị thì Nhã đã di chuyển được từ thành phố Pleiku thuộc tỉnh Gia Lai ha. Bây giờ là đến ngay chỗ này á, là chỗ gọi là thành phố Kon Tum. Ngay cái đoạn này á, gọi là Bồn Binh Đắk La. Bồn Binh Đắk La ha. Ngay chỗ có cái bảng chỉ dẫn ghi là gì di tích lịch sử cái gì Kon Tum ta. Di tích lịch sử cái gì cũng không nữa vậy. Đó họ nói là di tích lịch sử. Nếu mà đi tà tà là đó ha. Rồi thử coi di tích lịch sử gì. Lịch sử Kon Tum gì đó. Mà ngay phía đây có cái tòa nhà Vietcombank nè nữa vậy. Tòa nhà Vietcombank ha. Vòng xây Đắk La. Đường này đường gì ta? À đường này là đường Phan Đình Phùng đó vậy. Đường này là đường Phan Đình Phùng nha. Tỉnh Kon Tum. Nó đi dài dài qua đây đi. Dài dài qua đây ha. Để nhớ đeo ba lô vô cả. Để ghi hình cho cô chú anh chị xem ha. Đi, đi qua. Đó, chỗ này gọi là Ngục Kon Tum đó vậy. Được xí đã được xếp hạng cấp quốc gia, cách một cây số, một cây số ha, đi vô cái hướng này, Ngục Kon Tum ghê không? Đúng từ là Ngục Kon Tum ha. Đó. Rồi nghe khúc này á, người ta gọi là A Hi Hi đường Phan Đình Phùng nha, đường Phan Đình Phùng, đó, nó ngược sáng ha. Hay hay. Rồi Nhã đang ở đây đợi thằng em. Đợi em Nhã quen á vị ra rước.
con tôm. Hoành tráng lại ha, này đi chơi quá, lên tới đây luôn. Ok rồi, nhớ xin cảm ơn cô chú anh chị nhiều nha, chúc cô chú anh chị khỏe nha.